Xin chào mọi người, đây là cái video hướng dẫn cách tải Zoom này và Zoom này. Đầu tiên là chúng ta tải thì vào App Store trên điện thoại iPhone hoặc CH Play trên điện thoại của Android. Search chữ Zoom, đây chữ Zoom là chữ này. Đấy, sau đó chúng ta tải về. Tải về xong rồi thì chúng ta kích vào đây, ấn vào chữ tham gia cuộc họp, không cần đăng nhập, không cần đăng ký, chỉ cần tham gia cuộc họp. Nhập mã ID cuộc họp 219, tức là địa chỉ 219 trung kính của công ty Onfilm Hà Nội, 219 hai lần. 0369 là đuôi số điện thoại của Yên, và ấn vào chữ tham gia, được không ạ? Tham gia nó sẽ đòi mật khẩu, mật khẩu ở đây sẽ là 0369. Ok, ấn vào chữ tiếp tục là xong. Sau đó thì nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta chọn mic hay là đây, muốn truy cập camera, ok cho phép, được không ạ? Kích vào chữ tham gia với video.